Xin kính chào quý vị và các bạn. Trung Bộ và Tây Nguyên hai ngày tới vẫn sẽ tiếp diễn mưa rông. Cục bộ sẽ có điểm mưa to. Và dự báo thì ngày mai và ngày kia thì khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa rào và rông. Cục bộ sẽ có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 60 mm, thậm chí là có nơi còn trên 70 mm. Thời gian mưa thì tập trung vào chiều và tối. Trong cơn mưa, quý vị hãy đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Nguy cơ cao còn có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Tại Đà Lạt thì 7 ngày tới hôm nào cũng sẽ có mưa, khoảng thời gian mưa nhiều nhất là từ ngày thứ 5 đến thứ 7. Trong 3 ngày này thì liên tục xuất hiện những cơn mưa vừa và mưa to. Các ngày khác thì ít mưa hơn, chủ yếu là về chiều tối. Nhiệt độ ban ngày không vượt quá mức là 25 độ. Còn về đêm thì trời sẽ chuyển rét với mức nhiệt là từ 15 đến 17 độ. Quý vị hãy nhớ giữ ấm để có thể bảo vệ sức khỏe. Mưa thì cũng chính là thời tiết chính ở Quy Nhơn vào những ngày tới. Cường độ mưa sẽ tăng dần từ ngày thứ 5 sang đến thứ 6 và thứ 7 sẽ là những ngày mà mưa dồn dập nhất, rồi sau đó thì mưa sẽ giảm dần. Mưa nhiều khiến cho việc di chuyển đôi lúc gặp khó khăn nhưng lại giúp cho không khí trở nên trong lành và dễ chịu hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng là từ 29 đến 33 độ. Tiết trời ở Huế từ nay đến thứ 2, thứ tuần sau thì cũng rất dịu mát do có mưa. Mưa thì thường xảy ra về chiều tối, nhưng lưu ý là vào thứ 6 và thứ 7 thì mưa sẽ xuất hiện bất chợt vào mọi thời điểm trong ngày. Mưa vào ngày thứ 6 khá to và nặng hạt, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 30 đến 33 độ, về đêm 24 độ. Từ nay đến thứ 6 thì tại thủ đô Hà Nội, ban ngày sẽ tạnh giáo và còn nắng yếu, chiều tối sẽ có mưa rông. Đến 2 ngày cuối tuần thì mưa sẽ xảy ra rải rác từ sáng cho đến chiều. Sang đến thứ 2 của tuần sau thì hết mưa, nắng ráo cả ngày, nhiệt độ ở mức là từ 30 đến 33 độ. Ngày nắng nhiều và tối mưa rông là kiểu thời tiết chủ đạo tại thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày tới. Nắng từ sáng đến khoảng 15 giờ và cường độ nắng thì không quá mạnh, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 31 đến 32 độ. Và từ 15 giờ trở đi thì nắng tắt dần, trời nhiều mây và mưa bắt đầu xuất hiện. Đề phòng lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn mưa. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số các thành phố du lịch khác trên cả nước.